Mời các bạn đón nghe câu chuyện Cây Đa Xóm Đình. Chiếc dù mất màu che tranh trách, cơn mưa nhẹ, thật nhẹ. Hạt mưa như bụi theo gió bay tứ tán. Những ngọn đèn đường dọi vào, làm từng hạt lấp lánh. Chị đã về. Tôi biết chị luôn về vào giờ này. Con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, lởm chởm gạch đá, làm bước chân trùng. Người phụ nữ đẹp, dáng cao, khuôn mặt nghiêm, mắt to mũi thẳng, môi như cánh hồng hé. Chị thật là đẹp. Cái xóm đình của tôi không phải là nơi trốn của chị. Nó chỉ là chỗ trú tạm cho qua ngày, những tháng ngày khó khăn. Người phụ nữ đẹp này bước ra với cái đầu luôn ngẩng cao, chiếc cổ nhỏ thanh thoát, nét cằm mịn màng. Nhưng khi đêm thả xuống nhân gian màu đen, khi chị bước về, luôn là đầu cúi gằm, có dấu hiệu mệt mỏi trên khuôn mặt, đuôi mắt. Có thằng nhỏ hay ngồi tới khuya ngoài đầu đường, không phải để chờ chị về, mà nó ngồi chờ giấc ngủ. Cái nhà của nó nhỏ chút xíu, với cả chục mạng người chen chúc. Chỉ khi nào buồn ngủ giục người, nó mới mò về nhà và lăn ra ngủ. Còn không nó sẽ thức mãi. Mà có ngủ gục thì cũng lập tức ngồi dậy, vì ma đè. Cũng lạ, nó bị ma đè hoài thành quen, không biết sợ là gì. Cả người tê cứng, và bên tai ong ong những tiếng gào dị thường. Mồ hôi thì túa ra trên mặt, ướt đẫm tóc. Nó phải chiến đấu, chỉ cần nhúc nhích một ngón tay là cả người được tự do. Ngồi miết ngoài đầu hẻm tới díp mắt, mới về ngủ là nó không bị ma đè. Như vậy nó trở thành người đón chị bất đắc dĩ. Vậy đó, chị và tôi quen nhau bằng cái nhìn, rồi quen tới cái bóng. Chỉ cần nhìn thấy bóng tôi cũng nhận ra chị, và chị cũng vậy. Cứ thấy một khối đen lù lù trong góc là biết ngay tôi. Không lời, không chào hỏi, không cười. Chỉ là một cái nhìn, và nhìn thôi. Cây đa, cái đình, cây đa, quán nước. Ba thứ này đem đặt vào trong một làng quê Bắc Bộ, với con đường làng cong cong, lũy tre lả lơi hóng gió. Và tất cả nằm trên cái đồi cao. Thoáng thì thiệt là một cảnh quan mang nhiều hơi hướng quê hương. Dĩ nhiên là cây đa nằm trước cái đình, con đường chạy ngang và quán nước, nơi các cô hàng chè xanh làm say lòng người. Khách giang hồ không biết say chè, say thuốc hay say cô bán chè. Chỉ là say cả ba. Thì say cả. Có cút rượu làng Vân sủi tăm nồng nàn nữa. Nhưng không nói chuyện rượu ở đây, nói chuyện cái đình, cây đa, quán nước mà thôi. Không có chè, không có gió, không có chè xanh. Chỉ có những ly cà phê kho, nóng tuột lưỡi. Mỗi ly cà phê đen nho nhỏ, ngồi oai vệ trên cái dĩa xinh xinh. Rót cà phê ra dĩa, thổi phù phù cho mau nguội mà uống. Khi uống bưng nguyên cái dĩa, húp cái chót. Mấy tay rủng rỉnh tiền bạc thì uống cà phê sữa, cũng rót ra đĩa, lấy cái giò cháo quẩy chấm vô, nhai nhóp nhép. Chắc là ngon lắm. Hồi nhỏ tôi chỉ mong mau lớn, để bước ra ngồi đỉnh đạc trên cái ghế, kêu một ly cà phê sữa, chơi hai cái giò cháo quẩy, sang hơn người. Người chuyên môn chơi kiểu này là ông thầy bói lừng danh, ông Sáu Hòa. Đừng có mà khi dễ nghe, vợ ông Tổng thống từng mời ông vô dinh coi bói, chứ không phải tầm thường. Hai ngón tay út, móng dài, thườn thượt, mấy ngón kia nhẫn đầu rắn, đầu cọp ông đeo đầy. Ông thầy bói này có mấy cái răng bịt vàng sáng chói. Chỗ ông ngồi, coi bói khói nhang phưởng phất, có trồng mấy cây ngải ăn trứng gà. Có con rắn hổ mang, nhồi trấu mang từ Ấn Độ về nữa. Ông này với ông chủ quán không ưa nhau. Ly cà phê có cả muỗng bé tí xíu, chủ quán đục cái lỗ trên muỗng, không biết để làm gì. Muỗng chỉ dùng để khuấy, không múc được, mà có ai cần múc bằng cái muỗng thứ nhỏ xíu ấy đâu. Múc uống hết ly cà phê chắc là cả hết ngày. Cái quán cũng nằm dưới gốc đa. Cây đa nằm cạnh cái đình. Mớ rễ phụ thò xuống mái đình. Mái quán bình đẳng, cành tới đâu chè tới đó, thả lá làm dơ hai cái mái như nhau. Cây đa và cái đình già lắm. Nghe nói tới hơn 100 năm trước, có ông thầy đồ đẹp trai trốn Tây về, mở trường dạy học dưới mái đình này. Không biết lớp học ở chỗ nào, chỉ thấy trong tấm hình vẽ từ hồi nào có một nhánh đa thò đầu ra học cọp. Thầy Đồ chắc không tính tiền cây đa. Cây đa hay chữ lắm mà cũng nghĩa khí vô song. Mấy ông bà già gần trăm tuổi kể chuyện ông Thần Đa là học trò thầy Đồ, nghe cứ như chuyện Chu Văn An dạy thuồng luồng tinh. Truyền thuyết trôi từ Bắc vào Nam cải biên chút xíu. Thay vì lấy nghiên mực làm mưa đen thì thần cây đa thò tay đỡ viên đạn đồng tàu Tây bắn vô cái đỉnh. Cây đa gãy ngay chỗ nhánh to nhất, bị phạt ngang, vết như là cưa. Chỗ đó da cây lồi ra, làm thành mấy vòng tròn, trông y như miệng quái vật, chờ nuốt mấy thằng nhỏ sợ ma. Có mấy thằng không nhỏ phá như ma, thỉnh thoảng buồn, lấy búa nện, vô ngay miệng vết thương vài cái đinh chơi. Nhưng trò này phải làm buổi trưa đứng bóng, không thì ông Hai Hủ Tiếu, chủ quán cà phê dưới gốc đa, chửi cho ê cái đầu. Ông Hai là ông thần cây đa trong mắt dân xóm này. Ông là ông kẹ, già lắm, chừng vài trăm tuổi. Trời đất, già dữ vậy. Nhưng bà vợ hai ông thì trẻ. Nói trẻ, chứ bà nhỏ hơn ông, chừng mấy trăm tuổi, chứ hỏng bao nhiêu. Hồi xưa nghe nói bà đẹp lắm, cỡ bằng hoàng hậu hay công chúa gì đó. Hai ông bà không con, sống trong cái quán dưới gốc cây đa. Bán cà phê cho cả xóm đình, cái thứ cà phê bột, cho vô túi lọc, dài thòng, bỏ nấu trong những cái ấm nước cao nhòng bằng nhôm. Ấm nước nấu bằng than củi đước, cháy lửa đượm và thơm. Sáng ra chưa thấy mặt người, ông Hai dậy nấu nước sôi pha cà phê. Dáng người thấp to ngang phè phè, lửa cháy bập bùng, hắt cái bóng ông già nhảy nhót như sự sống riêng, mà nó sống thật. Cái bóng của ông Hai Hủ Tiếu hay bỏ ông đi hoang lắm. Mỗi khi nó mất, ông uống rượu quá trời. Uống đã, ông lủi thủi bò vòng vòng quanh tượng ông Hổ, thờ phía trước đình. Chửi thôi là chửi. Ông chửi tổng thống, chửi chính quyền, chửi thằng Hai anh Ninh, khóm trưởng, chửi bà vợ trẻ, chửi ông thầy bói mò, chửi ông thần hoàng bất tài vô dụng. Chửi đã, ông đấm cái tượng con cọp, tới khi tay bật máu. Máu chảy từ miệng cọp, chảy lên tới mắt cọp. Mắt cọp dính máu từ tay ông Hai, dòm như con cọp khóc ra máu. Đến khi mệt đừ, ông Hai chui vô cái giường kê ngay trong bếp của cái quán nằm ngủ khò. Ngày hôm sau, cái bóng về băng bó tay cho ông. Nó vừa cuốn băng vừa khóc. Nước mắt thành khói, thứ khói như khói bếp, bám đen thui mấy cái mái tôn cũ mềm. Cái bóng của ông Hai hay khóc lắm hay sao mà nóc quán đen thui bỏ hóng. Mỗi lần như vậy, nó hứa không đi hoang nữa, nó hứa không rời bỏ ông Hai. Nhưng mà chứng nào tật nấy. Mỗi sáng khi gió thổi, ngọn lửa phừng phực, nó lại nổi máu giang hồ. Cái bóng đi hoang của ông Hai thành một câu chuyện như truyền thuyết. Ở xóm đình này, ai mà không biết ông Hai thỉnh thoảng là người không có bóng. Bà chủ quán bà Hai thì khác hẳn ông chồng. Bà hiền lắm, chỉ ra vô trong quán như cái bóng ma. Hai con mắt nhìn đâu đâu, hai con mắt của bà cũng có chuyện. Người ta đồn rằng hai con mắt bà Hai không thấy người, không thấy đường, không thấy bất kỳ cái gì tồn tại trong thế giới thực. Hai con mắt bà chỉ nhìn thấy ngày hôm qua. Ngày hôm qua bước đi trả cho nhân gian bóng tối. Trong bóng tối tò mò, bà Hai nhìn thấy mọi thứ. Hai con mắt của bà sáng như cú mèo, miệng bà cười toe. Bà nói chuyện thì thầm một mình, cười một mình, khóc một mình. Ông chồng già nằm há họng ngủ thì một bên không tồn tại trong thế giới hôm qua. Thế giới hôm qua của bà Hai có người đẹp sầu muộn ngồi chờ ai. Chờ hoài, chờ lâu quá thành tinh. Loại yêu tinh không bắt người nhai xương, không bắt người ép tình, chỉ là yêu tinh nhìn thấy hôm qua, không thấy hôm nay. Bà Hai thường đeo vàng, vòng đầy tay, đầy cổ. Mỗi khi bà rót cà phê cho khách, những chiếc vòng chạm nhau kêu leng keng như là tiếng chuông gió. Mấy bà nhiều chuyện trong xóm, nói vàng giả nên mới kêu leng keng, vàng thật không biết kêu. Nhưng bà Hai là người phụ nữ sang trọng, bước chân dáng đi cái nhìn đều hiện rõ bà không phải là người của cái quán này. Bà cũng không phải là người của xóm đình nhếch nhác. Bà lại càng không phải là người của thế giới hỗn độn tào lao. Không biết cái thế giới ngày hôm qua có đàng hoàng đài cát, kiêu sa như bà không? Không biết, thiệt tình là không làm sao mà biết được. Hai ông bà trong cái quán nhỏ xíu. Buổi tối khi người khách cà trớn, cuối cùng thôi không ngồi hút cà phê trong dĩa nữa, thì ông hai đóng quán. Đóng quán chứ không phải là đóng cửa. Quán không có cửa. Những miếng tôn làm mái hạ xuống thành vách. Vách tôn chứ không phải vách nhà. Cái quán đóng lại như cái hộp to. Ngay chỗ cái bếp có một khung cửa sổ nhỏ. Cửa sổ lá sách để thông hơi. Nhưng cái cửa mất tiêu, chỉ còn cái chắn song còn lại. Hai con người giống trong cái hộp bằng thiếc này. Khuya, nếu có ai gan dạ bước qua gốc đa nhìn vào, trong khung cửa, thấy bà hai ngồi nhìn ra, tóc đen thả dài, mắt sáng như mắt cú. Con cú này thức hay ngủ, có trời mới biết. Đối diện với gốc đa, có cái hẻm phụ nhỏ chút xíu. Nhà tôi trong cái hẻm phụ đó. Ngồi trong nhà nhìn ra cửa, tôi còn dòm thấy cây đa và cái quán. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy ông hai lò dò bước vô trong này. Ông tà tà tới trước cây trứng cá, xéo xéo nhà tôi, đứng vạch quần đái. Ông già mắc dịch, không bao giờ vô cầu tiêu cho cái chuyện này. Trong nhà tôi cũng có ma. Người lạ vô nhà ngủ thế nào cũng bị ma đè. Nhẹ hơn thì thấy có hai mẹ con bà áo trắng, ốm nhắc nhác, tới giật áo xin cơm ăn. Ngày nào trên bàn ăn nhà tôi cũng có một chén cơm cúng. Một chén cơm có đồ ăn, đôi đũa gác ngang. Má tôi thường xuyên bị bà già níu áo xin cơm trong giấc ngủ. Thành ra má siêng cúng lắm. Hai mẹ con bà ma đói tồn tại trong ngôi nhà tôi cũng lâu lắm rồi. Ông hai hủ tíu kể là mẹ con bà Nguyệt tội lắm. Hai mẹ con sống thui thủi bên nhau. Bà mẹ già đau ốm liên miên, đứa con gái liệt nằm một chỗ. Đầu chừng 60-70 năm trước, hai mẹ con là chủ căn nhà vách gỗ, mái lá, nằm trên chỗ đất bây giờ nhà tôi. Bà mẹ bệnh hoạn, vẫn hàng ngày buôn bán ở chợ nuôi đứa con gái. Bà mẹ bị bệnh, vẫn ngày buôn bán ở chợ để nuôi đứa con gái. Rồi bà bệnh, lúc đó chỗ này thưa người, không có đường, chỉ là một cánh đồng đầy rau, lúa và cỏ. Trong căn nhà nằm trơ vơ giữa đồng, hai mẹ con ôm nhau chết đói trên giường. Đến khi người ta thấy lâu ngày không thắp đèn và bà mẹ không ra chợ, xông vào nhà, hai người đã chết khô. Ông hai nói người chết khô ngộ lắm, da như bị hít chặt vào trong xương, còn xương xốp xộp, nghe như tiếng bông. Mẹ con bà Nguyệt chết vì đói, thành ra ai về chỗ này đều bị hai mẹ con bà níu áo xin cơm. Trời ơi, má tôi sợ xanh mặt. Bà đi chùa thỉnh cái tượng Quan Âm, Bồ Tát, bư sự về thờ, cúng thành kính. Ông hai hủ tiếu bước qua, nhìn chừng chừng vô bức tượng, miệng mím chặt, mặt đỏ phừng phừng, như muốn xông vô, lôi cái tượng, đập nát mới hả dạ. Nắng chiếu thẳng đầu ông ta, chiếu tuột luôn xuống đất, rồi ánh sáng rọi trở lên. Dưới hai chân ông già không có bóng. Từ khi nhà tôi thờ tượng Quan Âm, má tôi tưởng hai mẹ con bà Nguyệt sẽ siêu thoát. Ai dè hai người còn quậy hơn. Tôi là nạn nhân, nhưng tôi khóc sợ, có đè thì đè. Nếu mình càng sợ, ma càng làm dữ, tôi cứ coi như không. Ông hai hay hỏi các cớ tôi. Sao lúc này thằng Đẹt, con bà giáo xanh mặt như quỷ ám? Tôi cười ré lên, ông là thằng cha già quỷ ám suốt kiếp, không siêu sinh chứ ai. Cho ông sống ngàn năm mà trả hồn cho ma với quỷ. Ông cười. Mấy trăm năm nay tao mới thấy có thằng dám nói về chuyện tao sống ngàn năm. Mày cũng ngon, nhỏ mà dám bẻ đầu con hạc đá trong đình à? Tôi cười vừa lý luận, không dám đâu ông già. Con hạc đá trong đình, mấy thằng thợ quấn kẽm gai đổ bê tông giỏm, mới leo lên ngồi tính cưỡi hạc làm tiên, thì thấy cái cổ gãy cái cốp. Tại đồ dởm chứ không phải tại tôi. Mấy thằng ăn trận thánh thần còn không bị vật chết, còn nít mắc cái giống gì. Ông thần hoàng cái đình này bị coi quỷ nhập tràng, hối lộ che con mắt rồi. Thế gian còn mỗi cây đa thôi. Ông liệu cái thần hồn của ông, ngàn năm tức cười. Còn bao lâu nữa mà nói. Cha Sáu Hòa ngồi vỗ tay cười muốn rụng người. Ông hai tính khí đầu tôi, nhưng nghĩ sao lại thôi. Cha thầy bói mỏ khen, thằng Đẹt nói chuyện có tiên khí, muốn theo thầy học đạo không con? Tôi ôm bụng cười. Ông về mà mò mấy cây ngãi của ông đi, ai thèm. Má tôi cũng tốn cho cha này mớ tiền, ít bộn chứ không ít. Trừ ma con khỉ khô, chẳng làm được gì giáo. Hai con ma đói cứ theo chọc ghẹo tôi triển miên. Tôi nhớ hồi vợ tôi vô nhà lần đầu, chưa ngủ bị hai mẹ con bà Nguyệt vô, níu áo xin cơm, báo hại người ta mặt xanh lè. Ghét cái giống ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, âm hồn bất tán này. Nhà kề cái đình, thần thánh trong đình nhóc, vậy mà ma quỷ lộng hành như chỗ u minh. Tôi chỉ khoái cái đình khi có cúng đình thôi. Hương chức hội tề từ đời thuở nào, tề tự ở đây, ăn ké lộc thánh thần. Khắp nơi, những người con của xóm đình quay về cúng bái thành tâm. Xôi từng mâm, bánh quy từng mâm, heo quay heo sống, bò nguyên con, thịt gà thịt vịt, trái cây các loại. Người ta lũ lượt bưng vô, sắp lên hai dãy bàn cao, giải tít tắp. Bàn nào cũng trải khăn, che kín chân. Dưới chân bàn có thằng con nít chui vô, tay cồ lên một cái là có đồ ăn. Ăn cho đã, lăn ra ngủ luôn bên dưới. Ngủ dậy chạy ra coi hát bội. Thỉnh thoảng cất tiếng dạ hùa, theo đám quân sĩ bèo nhào, ngồi ngáp trong gánh gà. Trong xóm người ta nói thằng đẹp, sáng dạ, nhờ trôm đồ của thần Hoàng ăn hoài. Mấy thằng cha sắm vai học trò, ghét tôi lắm. Nhưng còn khuya mới bắt được tôi nhỏ chui chút như con chuột, chạy toàn gầm bàn. Mấy chả đố mà chui vô, rượt được tôi. Mà cùng lắm thì nhảy lên bàn thờ thần ngồi. Có lần bị rượt, tôi nhảy tót lên đó giả như ông Nhập, miệng ú ớ, tay chân cua quào. Dòm xuống thấy người ta chổng mông lại như cuồng, cười xì hơi, nhảy xuống chạy tuốt lên tới chợ, trốn cả ngày. Tối về má tôi đập cho một trận te tua. Nhất quyết trả thù. Tối đó ngồi coi hát tới khúc Phàm Diệm, hua giáo, khiêu chiến tà ôn đình trong tuần san hậu thứ 3. Lấy cây thọt giò, Phàm Diệm té lăn cù. Ông già đánh trống trầu nện, cho cha phản diệm. Một hồi 30 tiếng trống chửi, sướng như lên mây. Cái kiếp thằng Tép Tâm đóng vai Phàm Diệm, nó mét má tôi chứ ai. Mấy cái chuyện này bây giờ nghĩ lại hồi xưa thấy ngộ lắm. Hồi xưa câu chuyện này dẫn tôi đi về đâu? Chắc là hồi xưa, bởi vì tôi mới viết hai chữ hồi xưa. Ừ, hồi xưa thầy đồ đẹp trai nho nhã về mở trường dạy học ở đình. Học trò theo học cũng đông. Người ta cho con đi học không vì cái giấc mơ thì đỗ vinh quỳ nữa. Tây chiếm đất rồi, học chữ Tây, học chữ Nho làm gì? Còn chứ, học để giữ đạo tổ tiên, học để giữ lại cái gốc, như cái gốc đa vậy. Thầy mở lớp đã thấy cái quán của hai vợ chồng ông hai bán dưới gốc đa. Lúc ông hai được kêu là hai hổ. Hai hổ về đâu sống trước đình? Cái quán và cây đa có từ hồi nào? Chắc ông từ gác đình cũng không biết. Những bậc bồ lão trong làng, lúc đó người ta kêu là làng, chứ không kêu là xóm như bây giờ. Cũng không biết hai hổ về đình sống từ lúc nào. Từ khi thầy đồ về đình, bà hai tự dưng thích theo học chữ. Ba cái chữ Thánh Hiền ngày xưa cũng có dạy cho con gái, nhưng hạn chế. Thời cuộc thay đổi, con gái ham học cũng tốt, thầy dạy hết. Hai hổ thấy vợ học cũng theo học. Đám học trò tự nhiên có một con gái. Cô là cô học trò duy nhất trong cái trường. Tấm hình vẽ treo trên vách cũng có cô đấy. Sau đình, trước đình, đất hoang mênh mông. Rừng Đông Nam Bộ, bò gần tới sát nhíp, cái hiên, nơi thầy đồ ngồi đọc sách hàng đêm. Cọp tối tối mò tới trước ngọn đèn đớp muỗi. Tứ muỗi mập ù, chuyên môn chích trâu, chích bò, chứ không thèm chích người. Cỏ chanh mọc lút đầu, chiến binh không ai thèm dọn. Hai hổ tối nào cũng thủ cây mác, bén ngót ngồi trước mái hiên canh cọp cho thầy mình. Canh cọp. Cái lớp học nằm dưới gốc đa. Mùa đa chín, sáo đen bay về từng bầy, ăn nhậu ê hề. Trái đa rụng lộp độp trên mái trước sân đình. Chân học trò dẫm đạp nhẹp nhẹp. Mùi mật từ trong những trái đa nát bay lên, dụ bầy ong làm tổ trong bọng cây, bay ra hút mật. Rồi những con kiến bù, nhọt đen thui như con ong bỏ vẽ, chạy ra từng đàn, khiêng trái đa về tổ làm lương thực. Tiếng con ve mồ côi sầu đời, kêu khóc hè nóng quá sùm cả lên. Thầy dạy học trò lễ nghĩa, nhơn chí tín, rồi thầy trò làm thơ, đọc thơ, bản chuyện chính sự. Chiều thì bình thơ, bình văn, đấu cờ. Bà hai luôn dẫn đầu cả lớp trong chuyện thơ văn. Người coi yếu vậy mà giọng bà ta sang sảng, thuyết minh hùng hồn, phân tích cặn kẽ, đàm luận sâu sắc. Thầy Đồ đắc ý nhất cô học trò này, y như Tào Phi 7 bước làm thơ cả mớ. Hai Hổ trái hẳn vợ. Trong lớp chúng bạn kháo nhau. Hai Hổ trước đây là lính trong ngũ của Trương Công. Trương Công thua bị bắt giết. Hai Hổ bỏ về xóm Đình lấy vợ, rồi theo đạo thầy, học lấy cái gốc lễ giáo luôn. Anh ta cạy miệng không lòi ra một chữ. Người lầm lì thấy bắt ớn. Đám học trò nho nhỏ, không đứa nào dám nói chuyện với anh ta. Thậm chí có đứa thấy anh ta tới gần khóc thét lên, có khi té đái trong quần luôn. Mà nói vậy thôi, chứ Hai Hổ cũng hiền. Những đứa học trò nhà xa thường được Hai Hổ đưa đi học. Đường tới trường, băng qua cái chuông cỏ tranh, nhiều rắn rít, cọp beo. Hai Hổ bảo vệ cho đám nhỏ đi học bình yên vô sự. Cái trường của thầy Đồ cũng bình yên vô sự hoài. Nếu như thầy không bận lòng với chuyện chính sự, thầy bỏ đám học trò đi mất. Cô học trò trong lớp nhỏ theo sự dạy bảo của thầy. Hai Hổ bỏ trường đi luôn theo thầy. Cô học trò nhỏ ngày xưa ngày ngày tựa cửa chờ ai. Ngoài kia, đạn đồng ngoài tàu Tây bắn đùng đùng vô đình. Đạn vướng nhánh đa văng ra xa. Cái đình vô sự, cây đa gãy một nhánh lớn, rớt cái đụi. Khi người ta lôi nhánh đa ra, thấy Hai Hổ nằm trèo queo dưới đất, cánh tay gãy nát, máu me tùm lum. Từ đó Hai Hổ sống luôn tại xóm Đình, mở lại quán nước dưới gốc đa, cuốc rẫy đám cỏ tranh mênh mông làm thành đồng rau xanh. Rau xanh mịt mù, chở bằng xe ngựa đem lên bán trên chợ đũi. Người ta nuôi ngựa đầy vùng này. Những chiếc xe thổ mộ, 2 bánh bằng gỗ to, chà bá nghiến trên con đường đất thành 2 rãnh sâu. Rau chất đầy tràn trong xe, hoa thì móc 2 bên cho khỏi dập. Chiếc xe chạy trước, đằng sau nhìn tới cứ tưởng là cái chậu vạn thọ, to bổ bố, biết đi chứ. Những ông xã ích miệng, ngậm điếu thuốc gò tránh hẩu, gò vấp một bên. Tay roi, tay cương nhịp nhàng. Khói thuốc mù mịt che mất mặt người. Chỉ nghe tiếng nạt trầm khàn. Có những con ngựa già dạt, lông rụng còn lởm chởm, quen đường chạy khỏi cần la. Không biết dân vùng chợ đũi xảo mề vạn thọ quá tay, chồng không kịp nhổ bán, nhất là những ngày giảm vọng. Cái xe thổ mộ bây giờ về mút tận Trảng Bàng cũng thấy ít. Mà có khi 2 bánh gỗ cũng thay bằng bánh cao su. Từ khoái ngồi xe ngựa lắm. Chiếc xe lắc theo nhịp của con ngựa. Ngồi phía sau muốn nhìn xuống đường, dáng lắc thêm cho đã. Cố lắc mạng té nhào đầu xuống đất liền. Không sao, đứng dậy kéo quần, chùi mũi cắm cổ rượt theo. Nói vậy chứ con ngựa dù già, dù kéo nặng, chạy cũng lẹ hơn người. Mấy thằng nhỏ con chân ngắn thì chạy theo hả họng cũng không xong. Ông Hai Hổ từ khi biến thành ông Hai chủ quán gốc đa, coi mò thích uống rượu liên miên. Còn hai con mắt cô học trò ngày xưa, hay bà hai thì cứ nhìn miết, trông miết về phía ông thầy đi biển biệt. Thời gian chạy ảo ảo qua xóm Đình, nhiều cái 10 năm trôi qua như giấc ngủ nhẹ. Con đường lớn mở qua đất ông Hai, đất Thành Vàng. Hai Hổ ra đường bán hủ tiếu Nam Vang. Quán đất như tôm tươi bỏ trên hủ tiếu, giàu có lắm. Hai người sống lâu quá mà không thấy già. Ông Hai Hổ thành Hai hủ tiếu, hơi dần dùi chút. Chứ bà hai thì không. Bà không phụ thuộc thời gian, bà trôi nổi lềnh bềnh trên cái mà ai cũng sợ. 100 năm, 200 năm là cái gì? Ai biết ông Hai bao nhiêu tuổi? Ông Hai từ khi giàu, mua vàng ủ bà hai trong tiếng leng keng. Trời thần, vàng đeo đỏ người. Bà hai đẹp, sang thành sang, đẹp hơn nữa. Nhưng đời mà, cái bóng của ông Hai tự dưng nổi cơn khùng, lâu lâu bỏ đi bụi đời. Nó đã đi rồi, lê cái thân tàn trở về.